Trong các vụ án oan nổi tiếng thời phong kiến, có một vụ án mang đậm màu sắc thần thoại là vụ án Thái Sư Hóa Hổ Hại Vua hay còn gọi là vụ án Hồ Dâm Đàm hay còn gọi là Hồ Tây năm Bính Tý tức năm 1096. Vụ án này đã diễn ra cách đây 926 năm, song vẫn còn nhiều ẩn khuất do sử sách xưa ghi chép vắn tắt có chủ đích. Những cải cách lớn của Thái Sư Lê Văn Thịnh Sử sách chép về Lê Văn Thịnh rất ít và tuyệt nhiên không đả động đến đời tư, tức vợ, con ông. Theo Ngọc Phả, Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 tháng 2 năm 1050 tại Làng Gù, thôn Bảo Tháp, trang Đông Cứu, Lộ Bắc Giang. Thân phụ ông là Lê Văn Thành, một thầy lang giỏi, thân mẫu là bà Trần Thị Tín. Con đường học vấn của Lê Văn Thịnh rất thông, trôi chảy. Tại kỳ thi nho học năm Ất Mão 1075, kỳ thi Minh Kinh Bắc học và nho học tam trường đầu tiên Ông đỗ đầu trong 10 người trúng tuyển. thời điểm này, danh hiệu trạng nguyên chưa có, song các triều đại sau đều suy tôn ông là trạng nguyên đầu tiên của nước Nam ta. Ông được bổ chức sư phó nội cấp và trở thành thầy dạy của vua Lý Nhân Tông lúc này mới có 10 tuổi. Tháng 12 năm 1075, ông được bổ chức thị lang bộ binh và có những đóng góp nhất định trong việc bình chiêm, phá tống. Sau cuộc chiến Việt... Tống năm 1076-1077, Thái úy Lý Thường Kiệt nguyện rời khỏi triều đình về Thanh Hóa chấn nhậm. Từ tháng Giêng năm 1078 đến tháng 6 năm 1883, vua Lý Nhân Tông cử phái bộ ngoại giao do Đào Nguyên Tông dẫn đầu sang Tống đàm phán về cương thổ. Nhưng các cuộc thường thuyết đều không đi đến kết quả. Năm 1084, Lê Văn Thịnh được phong làm tránh sứ, đi giành lại cương thổ trên bàn ngoại giao với tài biện bác và khéo léo dùng luật của Tống để bè lại người Tống, ông đã đòi được đất của Tổ quốc đã mất về tay nhà Tống trước chiến tranh. Bao gồm 6 huyện, 3 động thuộc châu Quảng Nguyên, phần lớn thuộc đất Cao Bằng ngày nay. Tưởng thường công lao sau chuyến đi xứ, vua Lê Nhân Tông đã ra phong ông lên chức Thái Sư. Ở trên cương vị này, ông đã có những cuộc cải cách lớn. Tháng 8 năm 1086, ông đề xuất mở kỳ thi nho học Tuyển những người hiền tài lần thứ hai. Tiếp đến, ông cho quy hoạch chùa thành ba hạng là đại, trung và tiểu danh lam, đồng thời bổ các quan văn nho học kiêm chức làm đề cử trông còi các chùa. Năm 1089, ông tiến hành biện pháp cải cách bộ máy nhà nước, các quan văn võ, quan hầu vua và các chức tạp lưu cho gọn và hiệu quả với công việc. Năm 1092, ông còn cho xác định sổ ruộng của các làng, xã, các hộ nông dân. Vụ án Thái Sử hóa hổ oan khuất thiên kỷ của Lê Văn Thịnh. Vào năm 1096, giữa khi những cuộc cải cách của Thái sư Lê Văn Thịnh đang trên đà tiến triển thì đột nhiên xảy ra vụ án Hồ Dâm Đàm hay còn gọi là Hồ Tây. Theo Từ Khôi, sử sách xưa không đưa ra những nghi án về vụ án này. Theo các sử liệu, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Đại Việt Sử Lược, Điện Việt ưu Linh, Không Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Thiên Nam Ngữ Lục viết quá cô động khó có thể đưa ra một sự giải đáp thuyết phục cho người đời sau. Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép như sau. Bính Tý tức năm 1096, mùa xuân, tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, tha tội chết an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua ra hồ dâm đàm, ngựa trên thuyền nhỏ xem đánh cá. Bỗng chợt có mây mù nổi lên, trong đám mây mù có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái treo rao rao, vua lấy giáo ném. Chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hổ, mọi người sợ tái mặt nói, việc nguy rồi. Người đánh cá mục thận, quăng lưới trùm lên con hổ, thì ra là Thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ là đại thần, không nỡ giết, đài lên chạy đầu thao giang, thưởng cho mục thận quan chức và tiền của, lại cho đất Tây Hồ làm thực ấp. Trước đấy gia nô người nước đại lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toàn mưu chuyện thí nghịch. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, kẻ làm tôi phạm tội giết vua, cướp ngôi mà được miễn tội chết. Thế là sai trong việc hình, lỗi ở vua, tin sùng đạo Phật. Do sử liệu còn bất cập, nên để làm sáng tỏ vụ án, theo từ khôi cần phải xem lại các sự kiện chính diễn ra trước, trong và sau thời gian Lê Văn Thịnh làm thái sư. Có một sự kiện rất đáng chú ý trong thời gian Lê Văn Thịnh làm thái sư, đó là việc vua Lý Nhân Tông phong thiền sư khổ đầu quốc là quốc sư năm 1088. Việc bổ chức này khiến cho việc điều hành nội chính, nội trị sẽ được xử lý theo chiều hướng khác nhau, giữa một bên là tư tưởng trị dân theo giềng mối của Nho Gia và một bên là lòng nhân từ bi của nhà Phật. Bên cạnh đó, Tử Khôi cũng đặt ra những nghi vấn. Đầu tiên là Lê Văn Thịnh có băng đảng đứng sau không, những âm mưu lớn, đặc biệt là chuyện đảo chính, giết vua, cướp ngôi không thể là việc của một người mà thành. Trong các sử liệu viết về vụ án Lê Văn Thịnh, chỉ nêu ông học thuật hóa hổ của tên gia nô họ Lý mà chẳng có bất cứ bè đảng, thế lực nào đứng sau. Từ tháng 10 năm 1042, nhà Lý đã ban hành luật hình thư, tội mưu phản và tội mưu đại nghịch nằm trong tội thập ác. Thời Lý, Trần và Thời Lê, những phạm nhân phạm tội đại trọng như thế này thường bị chu di tam tộc, thậm chí cửu tộc. Thế nên, việc Lê Văn Thịnh chỉ bị đi đầy với tội danh hóa hổ, bản thân nó đã là một sự khó tin. Trong thời gian Lê Văn Thịnh làm thái sư, ông đã tiến hành cải cách ít nhiều gây tổn hại đến lợi ích của tầng lớp tăng lữ, quý tộc, thậm chí bị coi là hạn chế thế lực của nhà chùa. Phải chăng vì những điều này mà có thế lực nào đó đã mượn tay của đạo lão mà mục thận đứng ra dựng màn kịch vụ án ở hồ dâm đàm? Một dữ kiện nữa là kỳ thi nho học lần thứ hai do Lê Văn Thịnh đề xuất diễn ra vào năm 1086, nhưng kỳ thi thứ ba phải tận tới năm 1152 mới diễn ra tại sao lại có chuyện này phải chăng có một sự áp chế nho học ở đây từ khôi đã cho rằng xem xét kỹ các vấn đề về vụ án thì nghi vấn mâu thuẫn ý thức giữa nho phật là thuyết phục hơn cả và một khoảnh khắc của lịch sử khi nho giáo mới bắt đầu xây dựng nền móng của mình mà đã đòi ngay vị trí độc tôn trên chính trường thì tất yếu bi kịch xảy ra và lê văn thịnh đã bị loại khỏi vũ đài chính trị ngoài nguyên nhân do đối đầu nho giáo phật giáo còn một nguyên nhân khác cũng được xét đến trong vụ án hồ dâm đảm đó là thành phần xuất thân của lê văn thịnh lê văn thịnh dường như không có nguồn gốc quý tộc nhưng lại chiếm địa vị cao đó là điều rất mới mẻ trong bối cảnh nền quân chủ quý tộc thời đại nhà lý nguồn cung cấp quan lại thời bấy giờ chủ yếu là con cái của các gia đình quý tộc ở các địa phương thường thì khi lập thái tử xong nhà vua sẽ xuống chiếu chọn con cái các gia đình quý tộc trong nước về hầu cận thái tử những người này về sau sẽ trở thành những phụ tá đắc lực khi thái tử lên ngôi. Con đường thứ hai là sau khi lên ngôi, nhà vua sẽ đích thân lựa chọn dựa trên danh tiếng hoặc qua quá trình tiếp xúc trực tiếp. Những con em của quý tộc quan lại cũ này hình thành nên tầng lớp quan lại cấp cao. Người bình thường nhưng có học vấn muốn bước chân vào quan lộ thì chỉ có hai cách. Một là xuất gia để trở thành một viên chức trong tăng ban. Hai là dùng văn học để trở thành một tiểu lại phụ tá cho các đại quan. Người không có nguồn gốc quý tộc mà leo đến chức cực phẩm thời điểm đó thì chỉ có Lê Văn Thịnh. Sự thành công của Lê Văn Thịnh là kết quả của việc thay đổi tư duy dùng người kể từ khi Thái hậu Linh Nhân và Lý Từng Kiệt nắm giữ quyền chính. Bản thân Lê Văn Thịnh cũng đã tìm mọi cách để mở rộng hơn nữa con đường để những người bình dân như ông cũng có thể thành đạt giống mình. Ông đã góp phần mở hai khoa thi lớn thời Lý thì viết chữ, làm toán và hình luật để chọn các lại viên năm 1077. thì những người có văn học trong cả nước để làm ở Hàn Lâm Viện năm 1086. sự cải cách này dĩ nhiên khiến cho giới quý tộc đương thời không hài lòng. họ muốn con cháu làm quan một cách dễ dàng chứ không phải bằng hình thức thi cử phiền hà phức tạp. thậm chí cải cách do Lê Văn Thịnh khởi xướng là cho phép dân thường xây nhà ngói năm 1084 khiến giới quý tộc bất bình. Mâu thuẫn ngày một lớn và Lê Văn Thịnh là trung tâm giữa giới quý tộc và người bình dân. Ngoài ra, xuất thân của Lê Văn Thịnh cũng là một vấn đề. Đó là dòng dõi họ Lê của ông khi triều lý đoạt lại thiên hạ từ tay họ Lê. Cũng là lẽ dễ hiểu khi các quý tộc họ Lý lo ngại việc quay lại nắm quyền lực của họ Lê. Từ những ghi chép của Đại Việt Sử Lược, có thể thấy vụ án Hồ Dâm Đàm là một vụ án gian cảnh hoặc là một sự hiểu nhầm được phe đối lập khai thác triệt để. Bản thân Lý Nhân Tông đối mặt với tình huống mây mù ập tới bất ngờ đã bộc lộ sự hoang mang và bản tính đa nghi. Trong lúc hoảng hốt đã kết tội Lê Văn Thịnh, chi tiết này đã được những kẻ ác cảm với ông khai thác. Còn Lý Nhân Tông sau khi bình tĩnh, phân tích tỉnh Lý, thấy không có lý gì Lê Văn Thịnh lại giết mình, biết ông bị hàm oan. Tuy nhiên, lời đã nói ra, chứng cứ rành rành, không tìm thấy chứng cứ chứng minh ông trong sạch lại thêm sức ép từ phe đối lập, lý nhân tông đã không thể xử trắng ngán cho lê văn thịnh được, chỉ còn cách là đổi từ án tử thành án đi đày cứu lấy tính mạng của ông. cho dù bị triều đình kết án rồi phao tin chuyện hoang đường, nhưng người dân vẫn không tin là sự thực. sau khi lê văn thịnh mất, người dân đã lập đền thờ và lưu truyền những tập tục riêng biệt trong lễ tế ông. các vua triều đại sau đã truy tặng phong thần nhiều lần. việc ai đó tạc một pho tượng thần rắn nhưng tư thế và móng vuốt của rồng tự cắn xé thân mình rồi chôn xuống đất nơi là nhà ông ở rồi là đền thờ ông đã thể hiện rõ niềm tin của nhân dân về sự vô tội của ông